Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào kèo Europe ăn chắc đến từ Honors. Ở trong cái kèo Europe này thì chúng ta sẽ có cái pool giải thưởng là 25.000 đô và tất cả những người tham gia sớm thì các bạn đều có thể đủ điều kiện để có thể nhận được phần thưởng. Hiện tại thì các bạn có thể thấy lượng người tham gia đang khá là ít, chỉ có chưa đầy 1.000 người tham gia. Và ở đây thì chúng ta ở trong cái sự kiện lần này thì chúng ta sẽ tiến hành đánh giá 5 sao và nêu cảm nhận của các bạn về ứng dụng Honors ở trên Google Play và App Store, và các bạn sẽ nhận được phần thưởng. Thì sẽ có 20.000 đô dành cho tất cả những người hoàn thành hợp lệ tất cả các bước nhanh nhất. Đấy, thì hiện tại thì cái pool giải thưởng dành cho những cái bạn nhanh nhất thì nó vẫn đang còn nha. Thì bây giờ nếu mà anh em hoàn thành nhiệm vụ thì chắc chắn thì chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng ở trong cái sự kiện Europe lần này. Và tiếp theo là sẽ có 5.000 đô dành cho 1.000 đánh giá hay nhất. Thì 1.000 đánh giá hay nhất này thì có thể là bên Honors họ sẽ chọn ra. Đấy, tùy vào cái cách đánh giá của anh em. Ok, và tiếp theo là một cái sự kiện dành cho những anh em mới chưa có tài khoản Honors. Thì bây giờ các bạn có thể đăng ký bằng cái đường link mình để dưới phần mô tả của video, để các bạn có thể nhận được là 200.000 VNDC và một token miễn phí. Đấy, ngoài ra thì khi mà các bạn giới thiệu cho bạn bè thì chúng ta có thể nhận được thêm là 45.000 VNDC. Ok, thì cái thời gian diễn ra sự kiện này thì nó mới chỉ diễn ra bắt đầu từ 12 giờ ngày hôm nay. Đấy, mình đã có share cho anh em ở trên Telegram rồi. Đó, thì nó bắt đầu từ 12 giờ ngày hôm nay và sẽ kết thúc vào 12 giờ ngày 30 tháng 6, tức là còn khoảng 14 ngày nữa thì nó mới kết thúc anh em ạ. Đấy, tuy nhiên là chúng ta làm sớm thì các bạn sẽ có cái tỷ lệ win nó cao hơn. Đó. Ok. Rồi thì điều khoản điều kiện để các bạn tham gia đó là chúng ta phải có một cái tài khoản Honors đã xác minh và KYC thành công nha. Đấy, và phần thưởng thì dự kiến thì sẽ được phân phối về ví cho các bạn trong 15 ngày làm việc kể từ khi chương trình kết thúc. Tất cả các tài khoản tham gia hợp lệ thì có thể nhận được tối đa 1 đô các cái token trong pool giải thưởng. Và Honors có toàn quyền quyết định về việc hủy bỏ cũng như là thay đổi điều kiện của chương trình. Đấy, thì đấy là các cái điều khoản điều kiện. Bây giờ thì để anh em có thể tham gia thì đầu tiên là các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Thì sau khi các bạn nhấn vào đường link thì nó sẽ chuyển hướng cho chúng ta đến cái phần đăng ký như thế này. Đây, thì đây các bạn sẽ tiến hành đăng nhập. Các bạn sẽ click vào phần đăng nhập ở phía trên. Ở đây thì các bạn có thể là đăng nhập bằng Google, bằng Facebook hoặc là đăng nhập bằng cái tài khoản Honors của các bạn. Ok, thì sau khi mà mình đăng nhập xong thì nó sẽ hiện lên các cái nhiệm vụ như thế này để mình có thể là hoàn thành. Thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ theo dõi, follow cái kênh Twitter của Honors ở trên Twitter. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ chia sẻ tag Earn Honors và ba người bạn. Chúng ta sẽ like và retweet cái bài đăng mà nó yêu cầu chúng ta ở đây. Đó, thì các bạn mở ra thì nó sẽ chuyển hướng cho cái bài mà chúng ta cần like và retweet. Đó chính là cái bài này. Ok, thì đây các bạn tiến hành chúng ta thả tim nhé. Sau đó chúng ta sẽ, mình có thể copy y nguyên một cái bạn ở phía dưới. Đây, mình sẽ copy của ông này nhé. Đấy, các bạn copy y nguyên luôn cũng được. Hoặc là cái này thì các bạn tự gõ ra thì nó cũng khá là đơn giản. Ở đây thì các bạn nhấn vào phần quote tweet, sau đó chúng ta dán vào. Rồi, và nhấn vào phần tweet, như vậy là hoàn thành. Tiếp theo là chúng ta sẽ join vào cái cộng đồng Honors ở trên Telegram. Đấy, thì đây các bạn mở Telegram ra, chúng ta join vào. Thì đây là các cái kênh để các bạn có thể hỏi đáp hoặc là trao đổi thông tin về Honors. Đấy, tiếp theo là các bạn join vào theo dõi cái Honors New Room. Đó, thì đây cũng là một cái nhóm cập nhật các cái thông tin liên quan ở trên Honors. Rồi, và cuối cùng bước quan trọng nhất đó là các bạn sẽ cần phải đánh giá và cảm nhận của bạn về Honors. Thì đây các bạn nhấn vào phần review. Sau đó thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái trang này là cái trang ở trên Honors đúng không? Rồi, đây là cái trang ở trên Honors nhá. Thì bây giờ chúng ta đánh giá ấy, thì các bạn sẽ tiến hành là chúng ta vào Google Store, Google Play hoặc là App Store để các bạn đánh giá. Ok, thì nếu mà các bạn sử dụng điện thoại, chúng ta hãy sử dụng điện thoại để các bạn có thể đánh giá nhá. Thì đầu tiên nếu mà các bạn sử dụng Android thì các bạn sẽ truy cập cho mình Google Play. Hoặc các bạn sử dụng iOS thì các bạn truy cập cho mình cái phần App Store. Và sau đó ở trên phần tìm kiếm ứng dụng thì đây các bạn sẽ gõ cho mình và tìm kiếm Honors. Đây, ứng dụng đầu tư tài sản số.
Rồi thì các bạn thấy là hiện tại là mình đã có một cái đánh giá từ tháng 10 mùng 10 tháng 12 năm 2020, thì lúc trước thì mình cũng có tham gia một cái sự kiện tương tự như thế này. Đây bây giờ mình sẽ xóa cái comment cũ nha. Ok, và sau đó thì mình sẽ đánh giá lại này. Các bạn thấy đầu tiên là chúng ta cho 5 sao. Sau đó các bạn có thể đánh giá một cái trải nghiệm ở đây, ví dụ như là ứng dụng rất tuyệt vời, hay là nói chung là các bạn đánh giá theo cái kiểu nào mà chân thật nhất để các bạn có thể giành được cái giải của 5.000 đô ấy. Đấy, ứng dụng rất tuyệt. Ok, còn mình thì mình chỉ đánh giá 5 sao và đánh giá đơn giản như vậy thôi. Sau đó chúng ta nhấn vào cái phần đăng ở phía trên. Đó, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc đánh giá nha. Thì sau khi mà các bạn đánh giá xong ấy, thì các bạn sẽ chụp màn hình lại. Chụp màn hình thì các bạn lưu ý chúng ta phải chụp làm sao để các bạn thấy là nó thấy được là chúng ta đã tải xuống cái ứng dụng Honest này. Và tiếp theo là nó sẽ thấy được là cái đánh giá của các bạn, thời gian cũng như là số sao của các bạn này. Đấy, thì các bạn sẽ chụp ảnh màn hình này lại. Ok. Ok, thì sau khi mà mình chụp ảnh màn hình xong ấy, thì mình sẽ quay lại cái trang làm Aerobe này. Các bạn nhấn lại vào phần tham gia Aerobe. Ở đây thì các bạn nhấn vào phần upload để chúng ta có thể tải lên cái ảnh mà lúc nãy các bạn đã chụp màn hình. Đây, thì đây là cái ảnh của mình nhá. Thì mình sẽ tải lên này. Ok, nếu các bạn sử dụng điện thoại thì các bạn cũng sẽ tải lên tương tự. Các bạn nhấn upload vào đây, sau đó chúng ta chọn cái ảnh chụp màn hình của chúng ta. Tiếp theo là các bạn sẽ nhập tài khoản Honest để nhận thưởng. Thì tài khoản Honest để nhận thưởng thì các bạn có thể nhập email đăng ký, số điện thoại đăng ký hoặc là username. Đấy, thì đây mình sẽ nhập cái số điện thoại đăng ký của mình vào. Rồi, và cuối cùng là các bạn sẽ nhấn vào cái phần đó là chọn phần thưởng mong muốn. Thì đây sẽ có một số các cái đồng coin mà các bạn có thể chọn để chúng ta nhận, như là Run Together, rồi là Animeverse, Bomb Crypto, Spike Crypto, Dot AK và Hero TD. Đấy, thì đây là những cái đồng coin mà chúng ta sẽ nhận được ở trong cái sự kiện lần này. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ chọn cái đồng Run Together. Rồi, sau đó thì ở đây mình sẽ nhập vào cái số điện thoại và các bạn nhấn vào phần tham gia Aerobe. Ok, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Ở đây thì các bạn thấy là nó báo là tham gia Aerobe thành công và chia sẻ chương trình để nhận thêm nhiều phần thưởng. Đấy, thì hiện tại thì mình cũng không thấy là cái chương trình này nó chia sẻ thì có dành cho top rapper hay không. Ở đây thì chỉ có dành cho những cái người hoàn thành theo các cái bước này, rồi là 5.000 đô cho 1.000 đánh giá hay nhất. Đó. Và chúng ta sẽ nhận được là 1 đô trên 1 ạc và nó sẽ trả về cái số lượng token tương đương với giá trị là 1 đô vào cái tài khoản Honest của các bạn nhé. Đấy, thì kèo này thì anh em có thể làm giống như một kèo tiền lẻ thôi. Và nếu bạn nào mà chúng ta có nhiều tài khoản Honest thì các bạn có thể hoàn thành cùng lúc ở trên nhiều cái tài khoản được nhé. Ok, và video hướng dẫn của mình thì đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe ở kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.